Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Nhận định bóng đá nữ Việt Nam, Bồ Đào Nha, cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam ghi danh lịch sử World Cup. Huấn luyện viên của Huỳnh Như làm khó tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu gặp Bồ Đào Nha. Nhận định bóng đá nữ Việt Nam, Bồ Đào Nha, cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam ghi danh lịch sử World Cup. Tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu chiến thắng nữ Bồ Đào Nha, ghi danh lịch sử Việt Nam. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bày tỏ sự quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam. Trên sân vận động Waitako vào ngày mai, hai đội nữ Việt Nam và nữ Bồ Đào Nha sẽ chạm trán trong lượt trận đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2023. Đây là cặp đấu của hai đội lần đầu dự giải thế giới cũng như chưa giành được điểm nào sau lượt trận đấu thứ nhất. Bởi vậy, màn chạm trán được dự đoán rất hấp dẫn. Bồ Đào Nha hơn chúng tôi 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tôi nhận định họ sẽ dâng cao đội hình để tấn công. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, đó là điều kiện cho tuyển nữ Việt Nam triển khai lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh. Hai đội đều muốn giành chiến thắng. Tôi biết cặp nữ Bồ Đào Nha sẽ rất khó khăn đối với đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng chúng tôi tập luyện kỹ bài phòng ngự chặt, phản công nhanh. Khi cướp được bóng, đội tuyển nữ Việt Nam triển khai với chỉ 2-3 đường chuyền rất nhanh để tạo ra cơ hội dứt điểm. Nếu ngày mai giành được thắng lợi thì thực sự là điều tuyệt vời. Bồ Đào Nha có trình độ hơn đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng chúng tôi biết mình, biết ta. Tuyển nữ Việt Nam cần có sự quyết tâm cao nhất. Chia sẻ về cơ hội đối đầu với những đội tuyển hàng đầu thế giới, thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục: toàn đội học tập được nhiều điều. Chúng tôi có câu đi một ngày đảng, học một sàng khôn. Chúng tôi đã thi đấu với Tây Ban Nha, Đức, Mỹ là những đội bóng có trình độ rất cao. Tôi thấy các cầu thủ thi đấu tốt hơn, tự tin hơn, biết cách cần xử lý thế nào khi gặp những tình huống khó. Như đối phương cao to, nhanh hơn thì phải đứng xa họ. Cả đội phải phá bóng ra xa khi phòng ngự, chuyền nhanh chứ không chơi bóng bổng. Đó là điều chúng tôi học hỏi trong các trận đấu vừa qua. Tuyển nữ Việt Nam không chịu sức ép gì. Huỳnh Như cũng vậy, chúng tôi rất thoải mái. Việc được vào đến World Cup đã là thành công rồi. Bóng đá Đông Nam Á là vùng trũng của bóng đá thế giới. Vượt qua được nhiều khó khăn đến được World Cup nên chúng ta nên giữ cho mình sự thoải mái nhất. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 19:30, tức là 14:30 giờ Việt Nam vào ngày hôm nay, 27 tháng 7 trên sân vận động Waitako, thành phố Hamilton, New Zealand. Huấn luyện viên của Huỳnh Như làm khó tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu gặp Bồ Đào Nha. Ngày hôm nay, trận đấu đáng được chờ đợi giữa hai tân binh của World Cup là tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra. Trước cuộc so tài này, huấn luyện viên Dania Pacheco của Lanh FC, câu lạc bộ mà Huỳnh Như đang thi đấu, đã đưa ra những phân tích về đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam rất mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người theo dõi họ tại World Cup năm nay. Tuyển nữ Việt Nam từng có đẳng cấp không cao, nhưng giờ đây họ lại rất khó chịu với các sơ đồ 5-4-1 hoặc 5-3-2. Ông Pacheco nói trên tờ Flash Score của Bồ Đào Nha như vậy. Nói về màn so tài của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha với Việt Nam sắp tới, huấn luyện viên Lanh FC cho rằng đội nhà cần phải đá quyết liệt mới có hy vọng giành chiến thắng. Đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta cần phải chơi quyết liệt, tập trung tối đa và không được phép để họ có hy vọng vào một kết quả tốt. Điều quan trọng nhất chính là phải dành cho họ sự tôn trọng cao nhất và luôn tập trung cho mọi tình huống. Vị trí lựa ra người Bồ Đào Nha tiếp tục. Đáng chú ý, huấn luyện viên Daniel Pacheco đã có những đánh giá rất tích cực về cô học trò Huỳnh Như ở Lanh FC. Ngoài ra, ông Daniel Pacheco cũng chỉ ra thêm hai cái tên của tuyển nữ Việt Nam mà Bồ Đào Nha cần phải lưu tâm là Thanh Nhã và Tuyết Dung. Huỳnh Như có rất nhiều người theo dõi trên mạng xã hội và luôn được hàng chục nghìn người ở Việt Nam đón nhận. Mặc dù vậy, Như rất khiêm tốn và luôn sẵn sàng học hỏi từ những người đồng đội của mình. Huỳnh Như là cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi có thể chỉ ra một cái tên giỏi không kém, đó là Nguyễn Thị Tuyết Dung. Cô ấy từng giành quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2014 và 2018, ghi hơn 50 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra còn có Nguyễn Thị Thanh Nhã, cầu thủ có tốc độ ấn tượng. Cô ấy được cả nước coi là một trong những tài năng lớn nhất của thế hệ mới. Huấn luyện viên Daniel Pacheco phân tích. Nhận định bóng đá nữ Việt Nam, Bồ Đào Nha, cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam ghi danh lịch sử World Cup. 14:30 ngày hôm nay, 27 tháng 7, bảng E World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam có quyền tự tin gây bất ngờ trước Bồ Đào Nha ở lượt trận đấu thứ hai. Ở trận giao quân bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường trước đương kim vô địch đội tuyển Mỹ. Nỗ lực của thủ môn Kim Thanh và các đồng đội giúp đội tuyển nữ Việt Nam chỉ để thua 0-3 thay vì tỷ số đậm hơn như nhiều người dự đoán. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng chơi ấn tượng trước đương kim Á quân Hà Lan ở lượt trận đấu đầu tiên và thầy trò huấn luyện viên Francisco Neto chỉ chịu thất bại với tỷ số 0-1. Cả đội tuyển nữ Việt Nam lẫn Bồ Đào Nha đều là tân binh của World Cup nữ. Trên bảng xếp hạng FIFA dành cho nữ, Bồ Đào Nha đứng thứ 21, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam ở vị trí 32. Do đó, đội bóng châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn so với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tuy nhiên, trình độ của cả hai đội không quá chênh lệch. Thêm nữa, ngôi sao số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam là Huỳnh Như khá am hiểu bóng đá Bồ Đào Nha sau một năm thi đấu cho màu áo Lanh FC.
Chưa hết, các học trò của huấn luyện viên Matic Chung còn được tiếp thêm niềm tin sau khi chứng kiến Philippines tạo ra cơn địa chấn bằng chiến thắng 1-0 trước chủ nhà New Zealand. Huấn luyện viên Matic Chung đón tin vui về lực lượng khi chào đón sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã. Với sở trường là những pha đi bóng đầy tốc độ, Thanh Nhã nhiều khả năng sẽ được tung vào hiệp 2 để tận dụng những tình huống phản công nhanh. Đội tuyển nữ Việt Nam gần như sẽ không thay đổi lối chơi như đã thể hiện ở trận thua trước đương kim vô địch đội tuyển Mỹ. Huấn luyện viên Matic Chung vẫn sẽ ưu tiên trên phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh. Nếu duy trì được sự tập trung và chắt chiu cơ hội, Huỳnh Như và các đồng đội hoàn toàn có thể nghĩ đến việc ghi bàn hoặc giành điểm, thậm chí là một chiến thắng trong lần đầu có mặt tại World Cup nữ.